Đây toàn cảnh bức tượng ở trên đỉnh núi này các bạn. Bức tượng này làm từ những tảng đá rất lớn ghép lại đấy các bạn. Có cái hình Đức Phật và một số kia. Bên kia dường như là một cái đoạn gần như là Đức Phật Niết Bàn đấy các bạn. Đây, rất giống với phân đoạn ngày đó. Đây các bạn nhìn này. Cái năm năm kia thì là nhà dưới kia nhưng mà mới chuyển đến đây. Đây Phật sống đấy cháu. Vâng. Đây vị Phật sống. Cái chân kìa, cái chân chuẩn không? Chân dài thế. Cái bàn chân kìa. Hôm nay mình ngắm kỹ cái chân bàn chân đấy. Thấy toát cả mồ hôi ở bên trong thì sao các bạn ạ? Đây là chính giữa luôn của cái chuông. Em xin chào quý vị và các bạn, em hôm nay đi chùa Phật Tích nha các bạn. Ngôi chùa này có một đặc điểm rất là cổ rồi, mà có một cái điểm nổi bật là có một bức tượng cực kỳ to ở trên đỉnh núi nha các bạn. Rồi, hôm nay em sẽ mời quý vị và các bạn đi tham quan. Đầu tiên là cổng tham quan này các bạn này. Chùa này phải leo bậc để lên. Ở bên dưới sân này, hai bên có hai hình con rồng, bên phải một con. Rất đẹp, du khách đang chụp ảnh các bạn ạ. Đây nơi thắp hương. Bên tay phải này một cây đào nữa này, một cây bưởi. Đây, cây đào rất là to các bạn này. Đây, bây giờ em sẽ đi bộ lên bên trên. Ở xa xa các bạn thấy có một cái tháp nữa nhỉ, bảo tháp đấy. Tí nữa chúng ta sẽ lên đấy. Bây giờ chúng ta lên cái chùa đoạn ngay đầu này đã. Đây là tam bảo các bạn. 2 4 5 là được. Đây ô ông tám mạnh ơi. Đây đây. Cái đường đi chùa này thì bên này những con linh vật cổ các bạn này. Bây giờ ta xem những linh vật cổ này các bạn nhé. Bên này có 5 con. Đây bên trong tam bảo đây các bạn này. Bức tượng
kia có bức tượng Phật nằm, bức tượng ngọc kìa các bạn nhỉ. Bên này thì có thêm mấy bức tượng nữa. Chúng ta sẽ đi lối này. Để phía bên cánh tay trái nhé các bạn. Đây có một bức tượng này. Thập bát là Hán nhé các bạn. Ở đây có một cây bồ đề này các bạn này. Đây có hình rồng đẹp vị gì bên dưới bằng gỗ này. Đây Phật sống đấy cháu. Vâng. Đây vị Phật sống. Cái chân kìa, cái chân chuẩn không? Chân dài thế.
cái bàn chân kìa. Hôm nay mình ngắm kỹ cái chân bàn chân đấy. Nhục thân quyết chuyện công thiền sư bạn. Thấy toát cả mồ hôi ở bên trong thì sao các bạn ạ? Ngồi thiền mà không ăn không uống đấy, ngồi thiền còn chết đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lối này lên cái bức tượng to trên đỉnh núi các bạn nhé. Đây là lối cầu thang được làm giống như bằng đá các bạn này. Đây những cái cột này. Có hoa sen, chạm khắc. Lên tượng Phật A-di-đà đây các bạn nhé. Trước khi lên chúng ta sẽ sang bên khu vực nhà thờ mẫu bên này. Trước cửa cây mai này các bạn này, rất nhiều nụ hoa. Ở đây có hai đường các bạn, một đường là lên tượng Phật A Di Đà, một đường lên tháp. Người đi lễ chùa ăn mặc rất đẹp nha các bạn này. Vậy áo dài đỏ đẹp. Đây lối lên này các bạn. Đây là một cái cổng. Đây là đường lên Đại Thượng Phật các bạn. Mấy bên tay phải này còn có một cái tháp hay một cái gì đó. Ở bên kia các bạn kìa. Đây những ngôi mộ. Bên tay trái lối lên này cũng có một số mộ các bạn này. Người ta chỉ nhìn trên chứ ai phải nhìn dưới. Bà kia thật công nhận, này, đeo cái túi kìa, mợ kia bà đeo cái túi giống ngờ. Đấy, chẳng giống mợ quỳ. Trên một đỉnh núi các bạn.
mệt ấy, lâu rồi không leo bộ lên. Đi tí đã mệt rồi. Chả tập thể dục bao giờ leo lên mệt quá. Thật ra bậc ở đây cũng không cao, không nhiều đâu các bạn. Nhưng mà do em ít vận động ấy, leo tí mệt. Đây là những hình này các bạn này. Đấy một số tháp à. Chiều về phải đi hai tăng nữa mới hết được đến chiều. Chiều về là đi đâu đều đi siêu bình 4 mùa rồi. Xuống dốc nó trùng chân. Trùng chân. Máy em đúng là lọc cọc xuống. Em thấy đỉnh núi ngay kia. Chẳng sắp lên đến nơi. Ở đây họ bán những cái quần áo vùng cao. Đây này trái này, ông đang bán quần áo. Không biết cho bán hay cho thuê. Đây các bạn. Ở đây ta thấy hình tượng to đây các bạn. Cảnh rất đẹp mọi người. Đây toàn cảnh bức tượng ở trên đỉnh núi này các bạn. Chùa Phật Tích di tích quốc gia đặc biệt nha các bạn. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ lên tận trên đỉnh luôn các bạn nhé. Và bờ tường này họ đang lát những cái viên đá ghép với nhau luôn này. Này rất đẹp luôn các bạn này. Đây một cái ao, cái hồ nhỏ nhỏ ở đây. Có mấy con cá rô hay sao hay cá gì. Rồi chúng ta hãy lên tiếp lên bên trên các bạn. Mấy hôm trước đi ở đây rất đông các bạn, nhìn như cái vết đi ra ở bên ngoài này, rất đông luôn. Đây chúng ta gần lên đến chỗ trên cùng đây rồi các bạn này. Em lên bức tượng rồi mọi người này. Đào đi, Sơn ơi. Xong rồi cứ đi. Cứ đi đi. Bức tượng này làm từ những tảng đá rất lớn ghép lại đấy các bạn. Đây các bạn này. Những phiến đá lớn ghép lại đấy các bạn. Lối vào đi bên trong nha các bạn. Ở đây rất im lặng nha các bạn. Ở bên trên này những bức tượng. Thank you.
Và chúng ta đi ra nha các bạn. Ở bên trong này rất yên tĩnh. Có một bức tượng Phật và rất nhiều bức tượng nho nhỏ khác nữa. Ở phía bên trên kia còn có cây và một phần đất nhô cao hơn nữa. Nên bây giờ em sẽ cùng quý vị các bạn đi sang cái phía bảo tháp ở phía bên dưới nha các bạn nhé. Đây, bức tượng rất to này. Em đang ở đằng sau. Ở bên trên dưới chân này có khắc một số sự kiện lịch sử ấy các bạn. Đây, những cái sự kiện ngày xưa. Bên này chạm khắc rất tinh xảo. Có cái hình Đức Phật và một số kia. Bên kia dường như là một cái đoạn gần như là Đức Phật Niết Bàn đấy các bạn. Đây, rất giống với phân đoạn ngày đó. Đây các bạn nhìn này. Bây giờ chúng ta đi xuống chỗ bảo tháp nha các bạn nhé. Bảo tháp phía bên dưới kia. Đây, mời các bạn ngắm lại bức tượng rất là to đẹp này. Đây, những cái lan can xung quanh đều làm từ chất liệu giống như bằng đá này các bạn. Đây là những cái phần làm như là cái đài sen, búp sen này các bạn này. Đi xuống thì ít mệt hơn các bạn. Người tháng kìa các bạn kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như cái này người ta đi nhiều, người ta bám vào bóng hết rồi lên này các bạn này. Đây. Sau này không bám tới nên vẫn còn chưa bóng. Đây, mày trộn cậu bám nhiều bóng hết cả lên. Đây mọi người, có quần áo giống như bán ở dưới kia, chắc mọi người thuê hay sao này. Đây này chụp anh. Đây, quần áo vùng cao, thuê đây các bạn. Đây có cả bộ phận gọi như là tăng cường sóng vô tuyến đây các bạn, phòng trừ một số mạng bị mất sóng. Đây, lối chúng ta đi đây sẽ xuống tháp luôn các bạn này. Ở phía đoạn giữa tượng Phật Tích với cả cái bảo tháp thì có rất là nhiều những cái tháp mộ nhỏ. Đây là cái bảo tháp mà chúng ta nhìn thấy từ xa đây các bạn này. Em đếm sơ sơ khoảng 15 tầng các bạn ạ. Tầm 12 đến 15 gì đó. Bởi ở dưới này nhìn lên là từng khắc nhiều lắm. Đấy, rất là cao luôn này các bạn ạ. Bên ngoài là cái cây xanh, chất liệu là bằng đất hay bằng một chất liệu gì đó giống như vậy. Thiết kế rất đẹp mắt ở bên trên trần này. Đây là chính giữa luôn của cái chuông. Ở đây một lối lên các bạn, tuy nhiên là đã được chặn lại ở chỗ kia rồi nhé các bạn. Chúng ta sẽ tham quan bên dưới thôi. Đi xung quanh. Ở đây hiện tại là có một cơn gió rất là mạnh. Ở phần cái tầng 1 mái, hiên tầng 1 này lại nhô ra khá là nhiều. Nên chúng ta không nhìn thấy cái phần bên trên, chỉ nhìn thấy một chút thôi. Lối đi xuống này thì sẽ phẳng hơn nha các bạn. Kiểu đỡ dốc hơn so với lối ta lên từ bên kia.
cái lối đi xuống. Mà hôm nay vắng khác hơn thì mấy gian hàng ở đây họ nghỉ, chỉ còn ở phía bên lối lên là tượng Phật bên kia rồi các bạn. Đây lối xuống các bạn. Lối xuống này thì vắng hơn, tức là không dốc bằng bên kia. Mẹ, một đoạn thì có một đoạn dài dài như này. Chùa Phật Tích này thì các bác, các cô, các cụ lớn tuổi một chút như tầm 70 tuổi là vẫn có thể leo tốt, bởi vì chỉ có một đoạn thôi. Ở đây có một cái bức tranh này. Bức tranh đang giảng. Đây rất nhiều bức tranh ở bên dưới này nữa các bạn này. Mỗi một bức tranh này là đều gắn liền với một câu chuyện nha các bạn. Nằm như này ấy, phải có hào quang các bạn. Em rất hay liên tưởng đến cái giai đoạn, những cái giai đoạn cuối cuộc đời của Đức Phật đột niết bàn đấy các bạn. Đấy. Đây có một chú voi nữa này. Đây là bức tranh miêu tả Đức Phật đang tu tập dưới cây bồ đề, và xung quanh là những cái ác quỷ đấy các bạn này. Một số bức tượng ở đây, một số bức tranh ở đây gắn liền với một số câu chuyện em cũng có được đọc và được biết. Tuy nhiên là em không nhớ chính xác từng chi tiết nhỏ nên cũng không thể kể cho quý vị các bạn được. Chỉ có một số bức tranh là em biết câu chuyện ở đó là như thế nào. Các bạn nhìn những cái bức tranh này, có thể các bạn cũng sẽ hình dung ra những cái câu chuyện của Đức Phật ngày xưa. Phía bên tay trái này
cũng có một số tháp nhỏ các bạn. Những tháp này đều cũng là tháp cổ rồi các bạn. Cái lối lúc chúng ta đi lên lối tượng Ajida thẳng lối kia. Ở đây những cái ụ này cho chúng ta ngồi đây các bạn này. Ngồi nghỉ ngơi.